nó đi. Oh shit, sao chỗ này ta nhận là súng xịn thế? Cái đâu mình phải nhận được của SMG bóng tối. Thôi đấy, em làm gì làm đi, em bất lực rồi, em chịu thôi. Em biết cái cuộc sống này nó không dành cho em rồi. Mẹ nó, vừa mới nhìn thấy mình vừa mới cầm tay lên luôn ấy. Đầu to đối xử với mình như thế thì mình cũng cạn lời rồi. Ok. Đâu rồi? Ai là nó chạy qua mình? Mày này, bướng này. Nó còn chưa kịp đóng băng nữa. Ôi con nờ này. Nào nờ đi các bạn ơi. Nờ đi. Cho cái chỗ. Ui đây. Đấy ơi, có súng móc kéo anh em ơi. Ui. Ui cái này có tiền hóa, có móc này. Ui cái này hàng xịn anh em ơi. Chỗ đá. Ui chết rồi. Đây này em nhìn thấy mấy cái móc không? Có nút E này. Ok nhưng mà mình chưa kích hoạt được. Kiểu gì ta? Ui giời, từ từ thôi. Ôi có kích hoạt E rồi anh em này. Phải kích hoạt một lần nữa à? Từ từ mình chưa hiểu lắm. Ôi thế này là toang rồi. Dùng móc thế này là toang thế. Ui Nani? What the? Nó tính là cận chiến luôn á. Ui đây mới gọi là cái sức mạnh thật sự của súng móc kéo này anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa hiểu là khi tại sao mình kích bắn vào chúng một lần ấy mình vẫn không kích hoạt được. À mình đang hồi. Ui cận chiến bên xa luôn á. Thế này thì lại hơi kinh dị quá nhở. Ôi hiệp thứ 12 rồi, may quá. Thằng kia đâu? Nên mình thử lại nào các bạn. À đây rồi. Mình không biết là nó kích hoạt xa không nhưng mà. Ui, bắn khỏe thế. Hello, đây rồi. Ui, tí nữa thì kịp nhá. Mình có một móc này anh em, để nó có ba cái móc có sẵn ấy. Có vẻ như là nếu anh em kích hoạt. Ôi, mỗi khi anh em dùng móc ấy thì anh em sẽ bị giảm tốc độ di chuyển nhá, gần như là đứng im luôn ấy. À khó lắm, khá là khó bắn trúng đấy. Từ từ nha, mình đang xem cái cơ chế hoạt động. Ôi no. Ôi mình là chiến binh đặc biệt mày thế. Gotcha, bitch. Đó. Vẫn có khả năng cận chiến này. Wow, xịn vai. Tức là cái móc đấy nó khá là giống anh em kiểu bắn cái móc của cái gì là cái súng hải tặc ấy. Cũng móc nhưng mà cái này nó sẽ tầm xa hơn và chúng ta sẽ có một cái lần kích hoạt nữa là có thể là kéo mình về đúng không? Mình nghĩ là khi có thể kéo mình về được. À, sao mình cứ thấy sai nhỉ? Sao tự nhiên ở đây sương mù nó dày thế, hay là cũng có là nữ hoàng bóng tối rít, nữ hoàng bóng tối rát ta? Nhìn nó dày hơn hẳn cái so với cái hôm mà mình chơi ở sa mạc. Cũng không hiểu cái lý do gì. Cứ tưởng nó bị giảm sức mạnh nhưng mà như không em nhìn này. Đứng đây mà cầm giờ nít thì đúng mà. Ui chứ không bằng tên mát. Đây này, bắn đi, bắn hộ. Đây, đứng đây là không nhìn thấy gì đấy. Ê, đấy, bắn được em. Cười vãi chưởng, con này đúng khó chịu luôn. Combo tranh xe, combo băng đá này hay biết đấy gì. Gì đây, chết. Đứng lại. Mày ra đây, đối bắt được em. Rồi nha. Vui phết. Không chết kìa. Ôi không thế mà không chết kìa. Cả nhà cả cửa ra để công hiến rồi mà lại không chết à. Ở đây mình kiếm còn có vô xin vãi chưởng. Thôi đừng có chạy mà. Thôi. Khốn nạn. Ôi tôi chết rồi. No. Sorry. Mình vừa mở được quả súng này này. Em còn nhớ không? Cái này thì mình nghĩ là ý anh em viết đấy lắm. MK Rush Master. Úi giời đầu to. Xôi, như cây sấy luôn. Mà yếu vãi. Cái này còn không cảm giác còn không bằng dòng Silver mà. Nhưng mà được cái thay đạn nhanh. Đấy, thấy không? Cày liên tục ngay. Chết ngay. Đầu to này. À đều thế khỏe đấy. Một bé này. Ui, giờ này xây nhanh ấy chứ.
hai thằng này. Ui, cái này mình kế hết đạn rồi đấy. Ba thằng. À, mình không dẫn, mình ra dụ nó bật ép trước. Mà thấy khôn quá. Ủa ơi, chưa kìa. Đây, đây, đây là sau trượt nữa. Ui. Này toàn thấy cầm được cầm nỏ này. Ôi đồi. Mày này. Ôi không chết. Ôi mình tưởng mình cần chiến nữa rồi. Nhìn quả lao. Highlight vậy trưởng. Ôi một bé này. Quả này bắn phê phết này. Ui đỡ hết này. Bye, have a great day. Ok. Nó chả đẹp cao mình em ạ. Trong khi mình đang cầm cái khiên. Mày mày ác mày luôn. Mày lý do mày phải cao thử để xem nó có chặn được không. Nhưng mà đây là muốn quay đít luôn. Chó. Ui thầy có xuống. Ui có kiếm kìa. Ui đù. Xịn thực sự. Thôi mình xin quả súng nhá. Bố cao ấy. Cái quả là rau bầu. Rau thịt lợn gì ấy. Mà nhìn to vậy chả. Hoành tráng vãi. Chưa nhìn thấy bao giờ. Mình cái nhìn quả đấy nhìn đấy. Có phải là hàng mới hàng mới. Rồi đấy, giờ cầm xong Edvip này thì thấy nó khác biệt. À, ra là mày. Thăm ngàn. Ê, có nờ tiếp này. Ôi. Ôi, katana fake kìa. Sao nó lắm cái quả. Mà pin 5 nguyên nờ này. Giải tán nó đông này. Cái quả flash này khó chịu cực luôn. Ôi ôi. Thôi, xin lỗi. Đã ai làm giới động gì đến bạn đâu mà bạn đã đánh đá thế. Ôi. À, mình là chiến binh đặc biệt đấy. Ngon. Ôi, thế thì thôi nha. Giờ của bạn đã điểm rồi. Giờ của bạn đã điểm rồi. Ui, mình là chiến binh đặc biệt này. Hiệp cuối cùng luôn. Ôi, được rồi. Chỉ hiệp này thì cống hiến đâu chứ có gì nữa. Mình không thấy cái thằng cầm dao thịt lợn đâu nữa rồi. Chả biết nó đâu ấy. Ui, ui. No. Tí thì toàn. Trời ơi, thấy không? Mình coi như là mình vẫn có hai cái huyết thanh mà. Có thằng chết. Thôi nha, chỉ biết đặc biệt nhưng mà vẫn anh em vẫn nên dè chừng cái con máy dám chém quỷ đấy. Nó ảo lắm, nó chém liên tục mà. Nên là 2k máu của anh em là cũng đi trong vòng một nốt nhạc thôi. Thế thôi, nó chém rồi đấy. Ô, đổi sát đồ nhỏ luôn đấy. Đầu nhỏ, ui giời. Xin nhá. Ok, hiệp cuối cùng rồi. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hôm nay thì rất là may mắn được test quả sức mạnh thực sự của cái súng móc kéo kia. Và đừng quên cho mình cảm nhận. Bye bye. Nhớ like nha. Bye bye.